Vào khoảng 12 giờ 10 phút trưa nay, ngày 6 tháng 5 tại quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn thôn 7 xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe ô tô đầu kéo lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột về xã Hòa Phú với xe ô tô tải chứa vật liệu xây dựng lưu thông hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến đầu của hai xe biến dạng, tài xế xe tải bị thương được người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra khỏi cabin xe và đưa đi cấp cứu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.